người phụ nữ bố đời ngang ngược chặn xe máy giữa đường ray, còn hổ báo với bảo vệ. Cái gì vậy bà nội? Cái gì vậy? Vâng, chúng ta hãy chú ý nữ ninja. Lúc này nữ ninja đậu xe giữa đường ray, còn cãi tay đôi thách thức với bảo vệ. Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Không hiểu nữ ninja nghĩ gì mà lại vượt rào đường ray xe lửa. Khi được nhắc nhở thì thách thức không dẫn xe vô lệ. Đối với trường hợp này cần được xử phạt thật nặng, vì đây hành vi ngang ngược bố đời như này sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của người khác và gây mất trật tự xã hội. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, hãy nhấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi tại kênh Quân Tin Tức nhé. Xin cảm ơn.